Phi công Air France đình công bước vào ngày thứ ba, tin Paris, Pháp. Phi cơ của hãng Air France đã nằm ù tại phi trường Orly trong lúc cuộc đình công của các phi công nhằm phản đối những biện pháp cắt giảm chi phí đã bước vào ngày thứ ba. Khoảng 3/5 phi công hãng Air France đã đình công sau khi hãng tiết lộ chương trình mở rộng hoạt động của hãng hàng không chi phí thấp là Transavia bằng cách thành lập các căn cứ ở ngoại quốc. Thông báo đã được đưa ra sau khi công ty mẹ là Air France KLM nói rằng họ phải chống lại sự cạnh tranh của các công ty hàng không ở Âu Châu. Air France đang cố gắng gia tăng lợi tức bằng cách mở rộng Transavia và nói rằng Transavia sẽ không thay thế Air France. Tại phòng hành khách phi trường Orly, hành khách bận rộn đổi lại chuyến bay. Hành khách Alain Bertizan đang muốn bay xuống miền Nam nước Pháp nói rằng khó có thể ủng hộ cuộc đình công này vì ông không thể hiểu nổi lý do của cuộc đình công. Nghiệp đoàn phi công quốc gia nói rằng hội viên của họ lo ngại rằng công ty sẽ từ bỏ việc phát triển Transavia ở Pháp mà phát triển tại các nơi khác ở Âu Châu, đưa công ăn việc làm ra nước ngoài. Ngoài gây khó khăn cho hành khách, cuộc đình công làm Air France mất từ 10 tới 15 triệu euro một ngày. Cổ phiếu của công ty mẹ Air France KLM đã bị mất 7%. Ngày hôm nay, chính phủ Pháp đã kêu gọi nhanh chóng tìm giải pháp sớm kết thúc cuộc đình công. Thủ tướng Manuel Valls nói rằng cuộc đình công gây thiệt hại nặng cho Air France và tạo hình ảnh xấu cho nước Pháp.